xin chào các bạn hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu đầu bò châu phi nhé cái mẫu này của mình rất là đẹp luôn rất là khủng ở cái này nó không khủng về độ to nhưng mà nó lại rất là có độ cong luôn nó rất là đẹp đó vì cái chất màu sừng của cái sừng này của mình nó hơi hơi ngả vàng thế nên do đó mà bên mình cũng sẽ chọn lựa cái mẫu đó là da nâu thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với một vài cái mẫu mà da nó hơi có màu đen một chút và nó là hay là bên da trắng nhé đó thì các bạn nhìn các bạn nhìn xuống các bạn nhìn về cái về mặt tổng thể của của cái mẫu đầu này thì nó sẽ rất là phù hợp từ màu da cho đến màu sừng nó sẽ rất là, nó sẽ rất là cân sừng luôn đó thế nên các bạn nếu như các bạn xem nhiều trên kênh của mình các bạn cũng sẽ thấy là có một vài cặp sừng nó sẽ màu hơi hơi trắng ấy thì mình sẽ lắp sang cái mẫu đầu da trắng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đó chứ bây giờ mà da trắng mà sừng vàng thì nhìn nó sẽ không 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 có